Trước thềm hiên nhà sách, Lệ Nam tìm bạn đồng hành ăn huỳnh chay. Thời gian qua, showbiz Việt có nhiều nghệ sĩ đã chia sẻ về việc chọn cách ăn huỳnh chay hoặc ăn chay trường. Mới đây, Lệ Nam cùng Trà Ngọc Hằng đã cùng xuất hiện tại một sự kiện, không chỉ để đỏ sắc mà còn lan tỏa tinh thần ăn chay để duy trì lối sống khỏe mạnh. Gần đây, nhiều người trên thế giới và cả giới trẻ thường hay nhắc đến việc sống huỳnh chay với hiệu quả tích cực về sức khỏe, cuộc sống. Mọi người đều quyết định thay đổi thực đơn hàng ngày, số lượng người ăn huỳnh chay cũng tăng đáng kể. Theo đó, Lệ Nam và Trang Ngọc Hằng trở thành giám khảo ở Miss Vegan 2021. Đây là một sân chơi dành cho lứa tuổi từ 16 trở lên và đang chọn cách ăn huỳnh chay, chay trường. Mong muốn chính là tìm kiếm những gương mặt xứng đáng đại diện cho nét đẹp ấy, nhằm quảng bá và tôn vinh sắc đẹp của những người ăn chay Việt Nam. Đồng thời, qua đó, tuyên truyền lợi ích của việc ăn chay, khuyến khích giới trẻ biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa thông điệp ăn chay tốt cho sức khỏe, sắc đẹp, ăn chay bảo vệ động vật, ăn chay bảo vệ môi trường đến với toàn xã hội. Cũng như các cuộc thi nhan sắc khác, các thí sinh sẽ trải qua nhiều thử thách khác nhau. Tại sân chơi này, mọi người sẽ tỏa sáng trong trang phục áo dài, pháo phục, yoga và ứng xử. Trang Ngọc Hằng và Lệ Nam sẽ đồng hành cùng các thí sinh. Nếu ai theo dõi sẽ biết nữ ca sĩ sau khi trải qua nhiều biến cố để chọn các anh trai trường bấy lâu nay, nhận lời làm giám khảo cuộc thi, Trang Ngọc Hằng mong muốn có thể cùng đồng hành và động viên tinh thần của những cô gái trẻ không chỉ tự tin, xinh đẹp, thông minh mà còn giỏi giang, có nhận thức trong việc ăn chay và duy trì lối sống khỏe mạnh. Lệ Nam thời gian gần đây xuất hiện ở khá nhiều sự kiện, đầy như cách người đẹp khởi động trước khi bước vào cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2022. Cô chọn cách ăn chay xen kẽ để giữ sức khỏe, duy trì lối sống nhẹ nhàng, thanh tịnh. Được biết, người đoạt giải cao nhất tại cuộc thi sẽ trở thành đại diện Việt Nam tham gia vào Miss Vegan Thế Giới tại Thái Lan, cũng như trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng liên quan đến việc sống huỳnh chay.